Dạ vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mặt quý vị các bạn là chiếc máy ép cám viên trục đứng S1550. Như quý vị cũng nhìn thấy luôn, đây là chiếc máy ép cám viên mạnh nhãn hiệu Make in Việt Nam, sử dụng motor Hoàng Anh. Đây ạ, 4,7 HP, 3,5 kW, với điện chạy dân dụng 220V, với vòng tua là 1490 vòng trên 1 phút và nặng 23 kg nhé quý vị nhé. Chiếc máy rất chia chất lượng. Đối với chiếc máy ép cám viên này thì chúng ta có thể ép được cho gà, vịt, ngan, ngỗng, dê, lợn rất chỉ là ok. Với đủ các mặt sàng như quý vị cũng luôn. Sàng 2, sàng 3, sàng 4, sàng 5, để hàng 6 cũng có, để chúng ta phục vụ cho các loại vật nuôi của chúng ta từ nhỏ đến lớn. Và em cũng nói qua luôn về chiếc máy ép cám viên này. Như quý vị cũng nhìn luôn, nó có hai cái lúm này để chúng ta điều chỉnh hai quả lô. Đấy ạ. Sự trà sát của hai bần lô với cái sàng ở dưới sẽ tạo ra viên nén ở dưới, viên nén cám viên, và trôi vị trí đầu ra này. Và đây là cái vị trí để chúng ta cắt cám, chỉnh cắt cám cho viên cám ngắn hay dài, phụ thuộc vào từng loại con vật mà chúng ta chăn nuôi. Chiếc máy ép cám viên này thì khi chúng ta chạy, khi nó sẽ đạt năng suất tối đa tới 170 kg trên giờ, rất chi là lớn. Quý vị nhìn thấy luôn, ép cám viên trục đứng. Bên bảo hành cho quý vị các bạn 1 năm rồi, và 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày nếu mà có lỗi của nhà sản xuất. Rất nhiều các máy đấy ạ. Và mọi thông tin chi tiết về máy cũng như đặt hàng và video làm cám thì quý vị hãy xem video của em, kênh của em. Các con sàng đây. Và mọi thông tin chi tiết xin quý khách liên hệ số điện thoại em đã ghi dưới màn hình. Cảm ơn quý khách đã lắng nghe.